Xin chào. Hôm nay các bạn có vào Facebook được không? Mình thì không thể vào Facebook được. Nó giống vậy này. Đó, nó cứ quay quay hoài. Thì có nghĩa là Facebook mình đã bị chặn. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn các bạn vượt cái chặn đó để vào Facebook. Đó. Thì phần mềm cái ứng dụng để mà vượt tường lửa, vượt chặn Facebook đó, là cái ứng dụng BetterNet. BetterNet là cái gì? Đó. BetterNet là một cái ứng dụng truy cập internet an toàn không giới hạn. BetterNet là ứng dụng dịch vụ VPN miễn phí có khả năng thay đổi địa chỉ IP của bạn, cho phép truy cập internet vượt qua các kiểm duyệt và hạn chế. Thật khó chịu khi bạn không thể vào được những website mà mình yêu thích vì những hạn chế địa lý hay các chính sách khác, nhất là với các cái chương trình hay một số website bán hàng của Mỹ, thậm chí cả các mạng xã hội như là Facebook, Google cộng hay là Twitter cũng bị chặn, khiến bạn không thể truy cập tin tức từ bạn bè hay tán dóc với họ. Có rất nhiều ứng dụng để giúp bạn giải tỏa sự bực bội này. Trong đó có BetterNet. Ứng dụng này cho phép bạn kết nối với một máy chủ VPN, truy cập website bất kỳ website nào với tốc độ siêu nhanh và bảo vệ bạn khỏi sự theo dõi của IP trình duyệt. Một số tính năng của phần mềm truy cập website bị chặn BetterNet. Thứ nhất là nó hoàn toàn miễn phí. BetterNet cung cấp dịch vụ VPN hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu đăng ký, không quảng cáo, không có phần mềm mong muốn và không đi kèm giới hạn nào. Truy cập đến bất kỳ website nào, BetterNet cho phép người dùng kết nối với một máy chủ VPN cụ thể và cho phép bạn truy cập không hạn chế đến các website đang bị khóa ở vị trí quốc gia của bạn. Ứng dụng này giúp bạn vượt qua những website bị chặn vì các lý do chính trị, ví dụ như là website bị kiểm duyệt bởi chính phủ, trường học hoặc nơi làm việc. Bạn có thể tránh được tường lửa để xem YouTube, bỏ chặn Facebook hoặc phá vỡ các giới hạn trên giao thức VoIP. Tốc độ kết nối nhanh. BetterNet hoạt động giống proxy nhưng an toàn hơn, siêu nhanh. Nó phát hiện vị trí của người dùng và tự động kết nối máy tính của họ với các máy chủ gần nhất. Kết quả là kết nối người dùng sẽ nhanh hơn siêu nhiều so với nhà cung cấp khác. BetterNet còn giúp thay đổi địa chỉ IP của máy tính, do đó danh tính trực tuyến của bạn ẩn danh và hoạt động Internet bị ẩn, nghĩa là bạn có thể điều hướng Internet mà không lo ngại về ISP hoặc những kẻ khác theo dõi. Điều này giúp bạn thoát khỏi những quảng cáo phiền hà liên tục bám riết lấy bạn trên các website cũng như các hoạt động và những spam khó chịu. Nó còn bảo vệ an toàn dữ liệu Internet. BetterNet đặc biệt hữu ích khi kết nối nơi công cộng và các điểm Wi-Fi không có sự bảo vệ, vì nó có thể đảm bảo an toàn dữ liệu cho bạn. Nếu bạn kết nối mạng Wi-Fi không có sự bảo vệ, các hacker có thể quét tên, mật khẩu hay lấy cắp thông tin cá nhân. Khi kết nối BetterNet, nó sẽ mã hóa tên người dùng, mật khẩu và thông tin cá nhân, nên không ai có thể xem được những dữ liệu này và chúng được an toàn. Nó có một cái là rất là tương thích với bất kỳ trình duyệt Internet nào hỗ trợ máy chủ proxy, bao gồm Internet Explorer, Chrome hay Firefox. Nó có một cái duyệt web an toàn với giao diện đơn giản, BetterNet thay đổi theo đuổi mục tiêu tối giản hóa nên giao diện của nó vô cùng đơn giản, chỉ chứa một nút kết nối cho phép nhanh chóng kết nối hoặc ngắt kết nối với máy chủ. Ngay sau khi bạn kết nối trang web, BetterNet sẽ mở trình duyệt mặc định địa chỉ IP mới của bạn. BetterNet có cả phiên bản trên điện thoại dành cho hệ điều hành iOS hoặc Android. BetterNet cung cấp một giải pháp an ninh đáng tin cậy, lướt web ứng dụng có thể thay đổi địa chỉ IP, mã hóa dữ liệu khỏi những kẻ theo dõi hacker, cho phép bạn truy cập ẩn danh và truy cập đến các web bị chặn do địa lý hoặc các chính sách khác. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải về và cài đặt cái add-on cho
trình duyệt để vào Facebook. Đầu tiên các bạn vào Google, bạn search là Betternet add-on. Đó, bạn bấm Betternet add-on. Rồi. Thì khi đó thì sẽ ra một cái add-on. Nếu như các bạn dùng ROM thì các bạn bấm vào đây. Đó, rồi sau đó là sẽ bấm vào nút thêm vào ROM. Rồi. Nó sẽ hỏi một câu là có muốn add cho không? Các bạn bấm add sentence. Rồi, bây giờ nó đã xuất hiện ở trên đây. Đó. Nhưng các bạn chưa sử dụng được nha. Nó mới xuất hiện đây. Nếu mà các bạn muốn sử dụng cái Betternet này thì các bạn phải lết vô nó. Đó, bấm vào connect là nó sẽ hiện cái icon màu xanh lên là các bạn truy cập được. Đó. Rất đơn giản phải không ạ? Đó, còn nếu các bạn dùng Firefox thì cũng tương tự như vậy thôi. Firefox hoặc là Internet Explorer cũng như vậy luôn. Mình làm thêm một cái của Firefox. Rồi. Rồi. Cái này là do mình đã cài rồi cho nên là nó sẽ bị chặn. Đây, bây giờ các bạn bấm vào đây. Rồi. Internet. Đó. Rồi, bây giờ nó cũng vào add-on đây. Các bạn lướt vô đây. Rồi, sau đó các bạn bấm cái nút add-on Firefox. Add to Firefox. Rồi. Rồi, sau đó các bạn bấm cài đặt. Rồi, Betternet đã được cài đặt thành công. Cũng giống như ROM thì sau khi cài đặt xong thì các bạn phải click vô đây. Rồi, bấm vào connect. Đó. Bấm vào connect là sẽ gặp tải được. Đó, bây giờ mình sẽ vô thử Facebook nha. Đó, đã chào mừng đến Facebook. Các bạn nhớ là phải bật cái này lên nha, nếu mà không bật là sẽ không được. Đó, nếu như cái này disconnect là các bạn vẫn không vô được. Chừng nào có mặt cười á là các bạn sẽ vô được. Đó. Rồi, đó. Bây giờ mình quay lại bên ROM. Bên ROM cũng vậy, khi mình cài đặt xong nếu như mà vẫn để cái này mà không có mặt cười á thì các bạn sẽ không thể truy cập được. Đó. Rồi, không truy cập được. Rồi, muốn truy cập được các bạn phải bật cái mặt cười này lên. Bấm connect. Rồi. Bây giờ các bạn có thể vào Facebook bình thường. Rồi. Thì cái add-on này nó hơn những cái khác ở gì là cái điểm gì? Thứ nhất á, là không quảng cáo và có một cái phần mềm của hãng thứ ba hoặc là quảng cáo. Thứ hai nữa là nó là một cái add-on, nó xuất hiện icon trên trình duyệt thì khi các bạn muốn xài thì các bạn chỉ việc bật nó lên, còn nếu không muốn xài thì cứ để ý vậy luôn. Còn nếu như các bạn dùng cái thay đổi hot á, thì nó sẽ không được bền, tại vì cái hot nó sẽ bị thay đổi thường xuyên và sẽ phiền phức. Rồi, cho nên là hy vọng là sau cái clip này các bạn sẽ truy cập Facebook bình thường. Các bạn sẽ chúc các bạn vui vẻ với Facebook của mình.